Trên tay thầy là một đồng 500.000. Và bây giờ thầy thả nó rơi xuống đất. Bây giờ thầy sẽ nhặt nó lên. Trị giá của nó là bao nhiêu? Nó có giảm đi còn 200.000 không? Không. Thầy vò lát nó đi. Vất xuống đất. Thầy nhặt lên. Không để các bạn nhặt lên. Vì đây là tiền của thầy. Thì theo các bạn, bây giờ trị giá của nó là bao nhiêu? 500.000. Bây giờ ai đó tay bẩn cầm vào. Thì theo các bạn trị giá của nó là bao nhiêu? 500.000. Nếu bây giờ Quốc là 500.000, ai đó mà nói xấu Quốc, ai đó mà chê trách Quốc, ai đó mà coi thường Quốc, thì Quốc có mất đi giá trị không? Cái giá trị của Quốc nó không nằm ở trên chót lưỡi đầu môi của Nhi, cũng không nằm trong lời nói của Tiến Đức, mà nó nằm ở đâu? Ở Quốc. Đúng không nào? Nhưng với điều kiện là Quốc phải biết mình là ai, giá trị của mình là bao nhiêu. Có nghĩa là mình phải định vị được giá trị của mình giống như tờ tiền này vậy. Dù bị ai đó vò lát, nhào lát thì chúng ta vẫn phải giữ được giá trị của ai? Của mình. Trường xin chân thành cảm ơn các anh chị đã lắng nghe thông điệp của Trường. Nếu các anh chị thấy thông điệp hữu ích và có giá trị với các anh chị, các anh chị vui lòng bấm vào nút quả chuông ở bên dưới đó để đăng ký kênh. Các anh chị sẽ nhận được những video clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị một ngày tốt lành.